Hương Lan hân hạnh giới thiệu cùng quý vị băng nhạc Nhã Ca Năm. Băng nhạc được chọn là băng nhạc vàng hay nhất trong năm 72. Với chủ đề ý nhạc tình thơ do nhạc sĩ Anh Việt Thanh và toàn ban nhạc The Blue Note thực hiện. Giàu ba họ, ai khó ba đời, anh đừng than thở, thêm khổ mà thôi. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo. Đừng buồn nhé anh.
suy nghĩ chi từng giờ, cho em gối chăn hừng hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Anh ơi, dòng trời sinh phai sinh có, đâu ai đói mà anh lo. Anh thao thức hoài thêm ôm o, không giờ rồi ta ngủ cho say. Không bao giờ tình